Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách sử dụng Mail Merge hay còn gọi là trộn thư trong Word. Nội dung của bài học sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất, mình sẽ giới thiệu với các bạn Mail Merge là gì. Phần thứ hai là cách sử dụng Mail Merge trong Word. Và phần thứ ba, mình sẽ giúp các bạn giữ nguyên định dạng khi sử dụng Mail Merge như các định dạng về ngày tháng, định dạng về số. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu Mail Merge là gì. Mail Merge hay còn gọi là trộn thư là một tính năng soạn thư hàng loạt trong Word. Chức năng này có thể giúp bạn tạo được nhiều thư mời và giảm thiểu thời gian khi làm hợp đồng lao động, phiếu lương, thư mời, thông báo, thư cảm ơn, vân vân. Thứ hai, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng Mail Merge. Thì dữ liệu khi sử dụng Mail Merge sẽ gồm hai file. Đầu tiên là cái file mẫu thông báo là file Word. Thì các bạn có thể áp dụng cho mẫu thư mời, phiếu lương, thư cảm ơn hoặc là hợp đồng lao động thì tùy vào cái mục đích của các bạn nhé. Và cái file thứ hai là cái file Excel mà chứa danh sách những học sinh hoặc khách hàng hoặc đối tác hoặc nhân viên. Đấy, tức là dữ liệu mà các bạn sẽ điền từng cái nội dung vào cái file mẫu thông báo là cái file Word, đúng không? Đấy, thì hai cái file này mình sẽ đính kèm trong cái phần mô tả phía dưới video. Tốt nhất ý, là các bạn tải về, các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và chia sẻ video để mọi người cùng học nhé. Bây giờ mình sẽ mở hai cái file đấy lên cho các bạn dễ hình dung này. Đây là cái file Word, là cái file mẫu nhé. Các bạn mở cái file này lên. Đấy, thì đây là gì? Đây là một cái form mẫu thông báo của các bạn, đúng không? Đấy, thì nhiệm vụ của mình là gì? Mình sẽ điền thông tin của tất cả từng cái học sinh vào một cái mẫu này. Ví dụ là học sinh A sẽ bao gồm là gì? Mã học sinh này, họ tên này, lớp, ngày sinh. Và đây là điểm các môn học cũng như là điểm trung bình. Đây là xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm. Đấy, thì sau khi các bạn điền cho học sinh A nhá, thì các bạn lại điền các học sinh B, đúng không? Cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ điền cho một loạt các danh sách của các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở cái danh sách là cái file Excel lên. Đấy, thì đây là gì? Đây là cái file danh sách mà các cái học sinh mình cần điền toàn bộ thông tin của từng học sinh vào cái gì? Vào cái biểu mẫu của Word kia nhá, bao gồm là gì? Mã học sinh này, họ tên này, đấy, ngày sinh, lớp, hoặc là gì? Đây là các môn học, đây là điểm trung bình, xếp loại và hạnh kiểm. Đấy, thì các bạn có thể mở hoặc các bạn đóng cái file này lại đều được nhé. Bây giờ ví dụ mình sẽ đóng cái file Excel này lại. Đấy, tất cả còn là file Excel của mình là có 100 học sinh. Đây là ví dụ mình làm mẫu thôi nhé. Các bạn có thể điền cho hàng ngàn hoặc trăm ngàn học sinh đều được. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái file Word lên. Mình sẽ trình bày các bạn cách để các bạn làm trộn thư. Ok, giả sử đây là cái biểu mẫu mà các bạn sẽ trộn thư. Tức là mình sẽ điền thông tin của tất cả từng học sinh vào đây nhé. Đấy, thì để làm việc này các bạn làm như sau. Đấy, các bạn sẽ vào cái thẻ gì? Các bạn sẽ vào cái thẻ mailing trong Word nhé. Đấy, sau đó các bạn sẽ chọn cái gì? Cái select recipient này. Đấy, các bạn sẽ chọn cái you unexiting list nhé. Đấy, thì các bạn chọn vào đây. Đấy, thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ để các bạn chọn cái file Excel mà các bạn đã có sẵn, đúng không? Ví dụ mình đang để ở desktop, mình để cái thư mục này Mail Merge. Đấy, thì khi mà các bạn tải file về nhé, thì các bạn để cái file Excel đâu thì các bạn chọn vào đấy nhé. Đấy, các bạn sẽ chọn vào cái file Excel. Sau đó các bạn sẽ tích Open. Đó, thì nó sẽ hiện danh sách các cái list là gì? Các cái tên sheet mà các bạn sử dụng. Thì cái file của mình là tên sheet là tổng kết, đúng không? Đấy, các bạn sẽ bấm OK. Thì sau khi các bạn bấm OK, nó hiện các cái trường thông tin để các bạn insert gì? Insert các cái thông tin vào gì? Vào cái file Word này. Đầu tiên là gì? Là họ tên học sinh. Thì các bạn tích vào cái sau cái họ tên học sinh này này. Đấy, cái nhấp nháy như này. Tức là mình sẽ điền tên gì? Điền tên của họ tên học sinh vào đây. Đấy, sau đó các bạn sẽ vào cái thẻ mailing nhé, trong cái thư mục là gì? Trong cái phần insert must fill này các bạn tích vào đây. Đấy, các bạn sẽ điền cho mình là gì? Đây là họ tên, đúng không? Các bạn sẽ tích vào là gì? Là họ và tên. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Họ và tên. Nếu như các bạn muốn cái họ tên này nhé, nó là tô đậm, đúng không, thì các bạn cứ bôi đen cái họ tên này, các bạn ấn Ctrl B, hoặc là gì? Các bạn sẽ vào thẻ home, các bạn tích này, chữ B này. Đấy, thì khi mà nó hiển thị tên ý, nó sẽ tô đậm nhé. Tiếp theo là gì? Là cái phần mã học sinh. Đấy, thì các bạn tích vào cái gì? Sau cái mã học sinh này. Đấy, các bạn lại vào thẻ mailing, các bạn chọn insert merge field này, thì các bạn sẽ xem cái mã học sinh nó ở cái cột nào. Thì thông thường là gì? Là cái tên cột mình đã để là gì? Đã để có ý nghĩa giống như là cái tên file Word này rồi, đúng không? Đây là mã học sinh. Đó, nếu như các bạn muốn tô đậm thì các bạn cũng bôi đen cái phần này, các bạn ấn Ctrl B, thì khi mà nó hiển thị mã học sinh thì nó sẽ tô đậm. Tương tự cái phần ngày sinh nhé, các bạn tích vào đây, các bạn cũng chọn là insert merge field này, các bạn chọn là gì? Là ngày sinh. Đó, và các bạn muốn tô đậm thì các bạn bôi đen, các bạn ấn Ctrl B. Đấy, tiếp theo là cái lớp nhé. Sau cái lớp này các bạn tích vào đây, các bạn chọn insert này, các bạn chọn lớp. Đó, tiếp theo là các bạn sẽ điền từng cái điểm môn học nhé. Ví dụ môn toán các bạn tích vào đây,
các bạn insert merge field, các bạn chọn là môn toán này. Đó. Cái này nếu như các bạn không tô đậm thì các bạn cứ để đây. Tương tự nhé. Đấy, môn lý này. Đó, tương tự môn hóa đúng không? Đấy, tương tự là môn tin học này. Đó, cái môn đây là điểm trung bình đúng không? Đấy, các bạn tích vào đây, các bạn chọn là cái điểm trung bình. Đó, cái điểm trung bình là mình để tô đậm nhé. Sau đó là cái phần gì? Cái phần xếp loại học sinh đúng không? Các bạn có thể ấn dấu cách nhé. Đấy, ví dụ mình để căn cái điểm học sinh với xếp loại nó ngang như thế này đúng không? Đấy, các bạn sẽ chọn là gì? Đây xếp loại học lực đúng không? Các bạn ghi là xếp loại vào đây. Đấy. Các bạn muốn cho tô đậm đúng không? Các bạn bôi đen, các bạn ấn chân B. Tương tự ở dưới này là gì ạ? Ở dưới này là mình sẽ là xếp loại hạnh kiểm đúng không? Đấy, các bạn chọn hạnh kiểm vào đây. Đó. Như vậy ở đây là cái phần chữ ký của hiệu trưởng thôi đúng không? Đó. Thì việc của mình tiếp theo là gì ạ? Như vậy mình sẽ điền tất cả thông tin từng cái danh sách trong cái file Excel kia vào đây là họ tên này, lớp, mã sinh viên. Đó. Bây giờ các bạn sẽ vào cái thẻ gì ấy. Vẫn là cái thẻ mailing nhé, các bạn chọn cái gì ấy, cái preview result này để các bạn xem trước nhé. Đó, thì nó sẽ hiện là từng cái học sinh một đúng không? Đầu tiên là Nguyễn Trần Duy Khang này này, đấy, lớp này, mã học sinh này, đây là ngày tháng năm sinh đúng không? Đó. Đây là điểm này, đây vật lý này, hóa học, đây là tin học đúng không? Và thì cái điểm trung bình. Đó, cái điểm trung bình nó chưa hiện ở đây à? Các bạn lát nữa mình sẽ xem lại nhé. Đấy các bạn sẽ chọn cái lệch này. Đó, nó sẽ chọn các cái học sinh khác nhau ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Thì bây giờ việc của mình là gì các bạn? Ví dụ là cái ngày tháng nhé, một số bạn nó sẽ không hiện ngày tháng ở đây đâu, thì các bạn làm thế nào để nó hiện ngày tháng? Hoặc là gì, bây giờ mình muốn đổi là mặc định của mình đang là tháng rồi đến ngày đến năm đúng không, mình sẽ đổi là ngày trước đúng không? Và các cái môn học cái điểm ở đây này mình chỉ lấy là hai cái số thập phân sau cái gì, sau cái phần phần tức là mình chỉ lấy hai giá trị sau cái phần thập phân thôi nhé. Đấy, ví dụ là 8.40 thôi chứ không phải là lấy dài như thế này. Đấy thì mình làm như thế nào đúng không? Đó, thì bây giờ các bạn bỏ chọn preview đi. Đó. Cái điểm trung bình lúc nãy mình chưa chọn hay sao đúng không? Các bạn tích vào cái môn điểm trung bình này, các bạn chọn insert này. Các bạn chọn điểm trung bình. Đó. Ok. Vậy các bạn chọn cái preview result này đấy, các bạn thấy chưa? Cái điểm trung bình đây này, đấy, nó hiện rồi đúng không? Ok. Thì trước khi là mình sẽ giữ nguyên cái định dạng là cái nội dung phần thứ ba nhé. Thì các bạn có thể chọn cái phần gì ạ? Các bạn có thể chọn cái phần edit, edit này, recipient list này. Các bạn tích vào đây. Thì nó sẽ hiện một cái danh sách toàn bộ cái học sinh của mình. Đấy. Thì nếu như các bạn không thích cái học sinh nào các bạn có thể bỏ chọn nhé. Đấy. Hoặc là nếu như cái danh sách của bạn ấy, nó có số một số cái hàng bị lỗi nhé, thì các bạn bỏ chọn đi đúng không? Ví dụ mình bỏ chọn ba cái học sinh đầu tiên này này. Đấy. Thì lúc sau khi mà các bạn in danh sách ấy, thì nó sẽ bỏ ba cái học sinh này đúng không? Đấy. Ví dụ mình bỏ ba cái học sinh đầu nhé. Các bạn sẽ bấm OK. Đó. Bây giờ các bạn sẽ preview này. Đó các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ bỏ ba cái học sinh đầu tiên. Và nó sẽ bắt đầu từ học sinh thứ tư chẳng hạn thế đúng không? Đó các bạn thấy chưa? Đấy, rất là hay ạ. Ok nhá, bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái preview này lại. Thì các bạn lưu ý nhá, một số bạn khi thực hành ấy, thì cái ngày sinh này nó sẽ ra số nhá. Bởi vì bản chất ấy, trong Excel ấy, thì ngày tháng năm nó là số. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn xử lý những cái việc này. Các bạn có thể là nháy chuột phải vào một cái phần này bất kỳ nhá, các bạn sẽ chọn là gì ạ? Các bạn sẽ chọn cái top field code này, các bạn tích vào đây. Đó, thì nó sẽ hiện cái top field code của bạn này đúng không? Đó. Hoặc các bạn sẽ nháy chuột phải, các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ tích lại vào cái top field code này. Đấy thì nó lại quay về cái ban đầu. Và cái phím tắt là gì ạ? Là các bạn sẽ ấn an gì? An F9, các bạn ấn An F9 ở đây. Đấy. Thì khi các bạn ấn An F9 thì toàn bộ các cái code mà lúc đấy các bạn chọn là cái insert merge field này nó sẽ hiện ra là gì ạ? Là cái code nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ sửa từng cái một đúng không? Đầu tiên ví dụ là cái ngày tháng năm sinh nhá, đúng không? Thì nó sẽ chọn là gì ạ? Cái merge field này này thì là tiêu đề là ngày sinh đúng không? Đấy. Và sau cái phần ngày sinh nhé, thì trước cái phần đóng ngoặc này, đóng ngoặc nhọn này này, thì đấy, các bạn sẽ điền cho mình là dấu gạch sược này nhé. Các bạn nhớ là chọn đúng cái dấu gạch này nhé. Và các bạn sẽ chọn là A cộng. Đấy. Sau đó các bạn cách ra. Bây giờ các bạn muốn định dạng là gì ạ? Các bạn muốn định dạng là ngày trước nhé, thì các bạn sẽ hai chữ D. Cái chữ D này ấy, trong Word hoặc là Excel nó sẽ hiểu là ngày đúng không? Nếu như các bạn muốn hiện là gạch sược này chẳng hạn đúng không? Thì các bạn để gạch sược. Còn nếu như các bạn muốn gạch ngang để nó ngăn cách nhau nhé, ví dụ mình để là gạch ngang đi và tháng đúng không, thì các bạn sẽ ghi là hai chữ m. Thì riêng hai chữ m ở đây các bạn phải viết chữ m hoa nhé. Đấy, sau đó các bạn sẽ gạch ngang, các bạn sẽ ghi là bốn chữ y. Đấy. Đó thì các bạn lưu ý ở đây là gì, cái chữ m này nhé là phải viết hoa nhé. Đấy. Còn chữ d và chữ y này là viết thường. Đấy. Đây các bạn muốn nó cách nhau bằng gì, bằng cái dấu trừ, các bạn điền dấu trừ. Còn nếu như các bạn muốn cách nhau bằng cái dấu gạch sược này thì các bạn để gạch sược nhé. Đấy, ví dụ mình để dấu trừ đi đúng không? Đó thì như vậy cái phần ngày sinh này nó sẽ đổi sang định dạng là ngày trước rồi đến tháng đến năm cách nhau bằng dấu trừ.
Đó, bây giờ các bạn sẽ ấn nhé, các bạn sẽ bỏ cái kia đi. Các bạn ấn Alt F9 nhé, để nó sẽ quay về cái thường. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ hiện là ngày trước, rồi đến tháng và đến năm, và cách nhau bằng cái dấu gạch ngang này. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là hay ạ. Tiếp theo mình sẽ xử lý cái điểm trung bình các môn này nhé. Ví dụ các bạn sẽ chọn học sinh thứ năm đấy, để các bạn dễ hình dung này. Đó, các bạn thấy chưa? Ngày trước này, ngày 23 tháng 8 năm 2021 này của học sinh GE005. Đó, bây giờ mình sẽ sửa hiện các cái điểm số này. Đây là cái điểm này mình làm ngẫu nhiên thôi. Mình sẽ chọn là hai giá trị thập phân nhá. Đấy, tức là cái phần thập phân mình chỉ hiện hai số thôi, đúng không? Đó, bây giờ các bạn lại ấn Alt F9 nhé, để các bạn chọn về cái fill code. Bây giờ là cái phần điểm toán trước, đúng không? Đấy, các bạn gì, các bạn lại gì, các bạn lại gạch ngang đó, và các bạn sẽ ghi cho mình là thăng này, phẩy thăng thăng 0.00. Thì các bạn lưu ý nhé, cái thăng phẩy thăng thăng không đấy nghĩa là gì? Nghĩa là mình sẽ ngăn cách hàng nghìn, cái dấu phẩy đây này, ngăn cách hàng nghìn. Ví dụ là 4.000 đúng không? Thì nó sẽ là 4.30 để mình dễ nhìn, đúng không? Nó là ngăn cách hàng nghìn đó. Còn cái không ở đây là gì? Là buộc phải hiển thị cái giá trị cuối cùng ở đây. Đấy. Cái không cuối cùng ở đây là nghĩa là gì? Là bắt buộc phải hiện một số. Ví dụ như các bạn lẻ, ví dụ các bạn là .05 điểm thôi chẳng hạn, đúng không? Tức là nó không có cái phần nguyên bằng không. Thì nếu như các bạn không có số 0 này thì nó bỏ trống, nó chỉ ghi là .5, nó rất là xấu. Cho nên cái số 0 ở đây là bắt buộc nó phải hiển thị. Nếu như các bạn là có .05 điểm ấy, thì nó vẫn hiện số là gì? 0.5, đúng không? Đó. Còn cái .00 ở đây ấy, nghĩa là gì? Nó sẽ lấy hai cái giá trị của cái phần thập phân thôi, đúng không? Đó. Còn nếu như các bạn muốn lấy một giá trị của phần thập phân thì các bạn chỉ là .0. Đó. Thông thường mình sẽ lấy hai giá trị là .00 đi. Đó. Tương tự cái vật lý cũng vậy nhé. Đấy, các bạn gạch xược này. Các bạn sẽ ghi là thăng phẩy thăng thăng 0.00 nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ copy cái phần này cho các bạn đỡ phải gõ nhiều, đúng không? Cái gạch xược và thăng thăng 0.00, các bạn ấn Ctrl C để copy. Tương tự cái phần hóa học nha, các bạn Ctrl V này. Đó. Tương tự là cái phần tin học nhé. Hoặc cái điểm trung bình cũng vậy, các bạn tích vào đây các bạn Ctrl V. Cái điểm tin học cũng vậy, các bạn tích vào đây các bạn Ctrl V. Đó. Cái lớp và cái họ tên thì giữ nguyên rồi, đúng không? Đấy, cái mã học sinh cũng giữ nguyên. Cái nào cần thay đổi thôi, cái này là giữ nguyên, cái này giữ nguyên. Đó. Thì thông thường chỉ có cái kiểu ngày tháng và kiểu số thôi nhé. Thì là các bạn hay phải sửa cái định dạng, đúng không? Đó, bây giờ các bạn sẽ ấn Alt F9 nhé, để các bạn quay về cái định dạng thường. Đó. Bây giờ nó chưa hiện ngay, đúng không? Đó, các bạn tích vào đây. Các bạn tích từng học sinh này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó mất gì? Nó mất hiện cái phần dư dài ra này rồi, đúng không? Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là đẹp. Đây là từng học sinh một và từ học sinh thứ tư thôi nhé. Bởi vì lúc mà cái Edit Recipient List đây này, mình bỏ ba học sinh đầu. Bây giờ ví dụ mình lại tích chọn ba học sinh đầu này, tức là mình tích chọn hết, đúng không? Đấy. Các bạn lại bấm OK, hoặc các bạn tích cái dấu V này này, bỏ chọn hết, các bạn tích lại thì nó chọn hết. Đấy là các bạn chọn nhanh nhé, các bạn bấm OK. Thì như vậy là mình sẽ chọn toàn bộ danh sách của mình. Đấy, thì nó lại bắt đầu từ cái học sinh đầu tiên là GE001 này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là hay ạ. Đó. Đó, bây giờ là bước cuối cùng là mình sẽ xuất cái file này ra nhé. Bởi vì đây là gì? Đây chỉ là cái mẫu mà gì? Để các bạn sẽ thấy được là danh sách toàn bộ của mình. Mình là có 100 học sinh, đúng không? Đấy, thì mình sẽ tích vào cái cuối cùng đây là danh sách 100. Và cái bạn thứ 100 là cái bạn Đàm Thị Thùy Trang, đúng không? Mã là GE100, sinh ngày 17 tháng 5, đúng không? Đó, đây là điểm các môn và điểm trung bình. Đây là diện xếp loại và diện và hạnh kiểm. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là những cái phần tô đậm này. Đây là những cái phần mình không tô đậm, đúng không? Đó. Ok. Và cuối cùng là các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Finish Merge đây này. Các bạn tích vào đây. Thì nó sẽ có một số tùy chọn là cái Edit Individual Document, Print Document và cái Send Email Message. Đó. Thì nếu như mà các bạn chọn cái Print Document ở đây thì các bạn sẽ chọn là nếu như các bạn muốn in giấy ấy, thì là nếu như các bạn kết nối đến máy in ấy, thì các bạn có thể chọn cái này. Thì các bạn sẽ in luôn danh sách là 100 bạn và mỗi bạn là ở một cái giấy này, đúng không? Đấy, thì nếu như mà các bạn cần in, các bạn gửi cho 110 bản cứng ấy, thì các bạn sẽ chọn cái Print Document nhé. Đây, ví dụ mình chọn Print Document. Đó. Thì nó sẽ có một số tùy chọn là gì? Là All, là các bạn in tất cả 100 cái danh sách này, hoặc cái Current Record, tức là gì? Chỉ in cái bạn học sinh mà đang hiển thị đây, tức là cái bạn 100 này này, GE100 là bạn Đàm Thị Thùy Trang. Hoặc là các bạn sẽ chọn từ khoảng from to, tức là ví dụ các bạn in từ bạn học sinh thứ nhất đến thứ 10, đúng không? Thì các bạn sẽ chọn là 1 và 10 chẳng hạn, đúng không? Đó. Thì thông thường là mình sẽ chọn all, đúng không? Đó. Còn nếu như các bạn sẽ đó, thì ví dụ mình chọn all nhé, các bạn tích OK. Đó. Thì nó sẽ hiện một cái print ra thôi. Thì các bạn sẽ chọn cái máy in, đúng không? Đó. Thì nếu như các bạn muốn in giấy nhá, thì các bạn sẽ chọn cái máy in cho phù hợp. Còn nếu như các bạn muốn in PDF nhé, thì các bạn sẽ chọn cái máy in PDF, thì các bạn sẽ lưu ra một cái máy PDF, đúng không? Đó. Thì ở đây mình không in, đúng không? Mình sẽ bấm cancel. Tiếp theo mình sẽ tích vào đây, mình sẽ
Edit Individual Document các bạn tích vào đây. Đó. Thì nó cũng có là gì? Các bạn chọn all này, current record và from đúng không? Ví dụ mình chọn all đi. Nghĩa là nó sẽ xuất ra là gì? Xuất ra một cái file doc nhá của danh sách 100 bạn ở đây luôn. Các bạn tích vào OK. Đó, các bạn chờ một lát nhá. Đó, đây, nó sẽ chọn là gì? Nó sẽ là cái letter 1 đúng không? Là cái thư 1. Các bạn thấy này, nó đang chạy này 21 này. Đó, nó sẽ chạy cho 27. Các bạn thấy không? Chạy rất là nhanh. Đấy. Và gì? Và cuối cùng là 100 học sinh. Đó. Thì nếu như danh sách của bạn có hàng nghìn bản ghi, tức là 1.000 dữ liệu đúng không? Đấy, 1.000 học sinh hoặc 1.000 khách hàng thư mời gì đấy, nó cũng chạy rất là nhanh thôi. Đấy. Bây giờ các bạn có thể lưu cái file này nhé. Ví dụ mình chọn file, mình sẽ save as đi. Đó, mình cũng save vào cái thư mục memory của mình. Đây, mình gọi là output đúng không? Hoặc là danh sách đúng không? Đó, ví dụ mình ghi là output đi, các bạn dễ output. Đó, mình lưu là file gì? File doc nhé. Các bạn có thể lưu PDF nếu như các bạn thích nhé. Đó, ví dụ mình lưu là file doc đi, các bạn save. Đó, thì đây là cái file output này, các bạn thấy chưa? Đấy, kết quả học tập này của cái bạn đầu tiên là mã GE001 này. Đấy, là bạn Nguyễn Trần Duy Khang. Đấy, lớp này, ngày sinh, kết quả này. Đấy, xếp loại học lực bạn kia. Đấy, sang cái trang thứ hai là gì ạ? Là cái GE002 là bạn Nguyễn Minh Đạt này. Các bạn thấy chưa? Lớp này, ngày sinh, kết quả. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là hay. Đây là bạn học sinh thứ ba. Đấy, cứ như vậy và đến gì ạ? Cứ như vậy đến cái học sinh cuối cùng, mình đang xuống cuối đây, là học sinh thứ 100. Đấy, là bạn Đàm Thị Thùy Trang lớp này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là hay ạ. Đó, thì các bạn sẽ gửi là gì? Các bạn có thể in cái 100 này hoặc các bạn sẽ gửi cho gì? Cho học sinh. Đấy, thì tùy vào mục đích của các bạn nhé. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà, cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.